Nhà thờ Công giáo bị quân đội Myanmar thiêu rụi. Nhà thờ Thánh Matthew ở giáo xứ Donekul của giáo phận Loykal và một số nhà dân ở bang Kaya, miền đông Myanmar, đã bị quân đội chính quyền thiêu rụi vào ngày 15 tháng 6 2022. Theo các nguồn tin của giáo hội, các binh lính đã đóng quân bên trong nhà thờ và thiêu rụi nó cùng với một số ngôi nhà trước khi rời khỏi khu vực. Báo chí địa phương cho biết giao tranh giữa quân đội và lực lượng phòng vệ quốc gia Karani đã gia tăng ở các thị trấn Frosuo và Demoso của bang Kaya kể từ ngày 6 tháng 6 2022. Kể từ khi cuộc xung đột giữa quân đội và lực lượng nổi dậy nổ ra vào tháng 5 2021, ít nhất 9 nhà thờ Công giáo tại giáo phận Loykal đã bị hư hại bởi các cuộc pháo kích và không kích của quân đội Myanmar. Chính quyền của Myanmar đã tiếp tục nhắm vào các nhà thờ và tài sản dân sự ở các bang như Kaya, nơi đa số dân là Kitô hữu, đồng thời tấn công các ngôi làng Công giáo lịch sử ở các khu vực đa số dân theo Phật giáo ở Burma, giết hại người dân vô tội, đốt nhà và gia súc. Vụ tấn công mới nhất nhằm vào một nhà thờ xảy ra chỉ vài ngày sau khi các giám mục kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tôn trọng sự tôn nghiêm của nơi thờ tự, bệnh viện và trường học. Cuộc tấn công tồi tệ nhất được báo cáo xảy ra tại nhà thờ Thánh Tâm ở Kanjanthaya, một ngôi làng gần Loykal, vào ngày 23 tháng 5 2021, khiến 4 người Công giáo chết và 8 người khác bị thương trong trận pháo kích. Hơn 1.900 người, trong đó có hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 2021.